siết chặt tự do ngôn luận quá mức, Tô Đại coi chừng sập cả chế độ. Bộ Công an dưới thời ông Bộ trưởng Tô Lâm liên tiếp đề xuất các chính sách móc túi dân và hành dân, như mới đây là chính sách kiểm tra nồng độ cồn giáo diết quá mức. Đó là lý do dư luận cho rằng cứ 10 chính sách của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì hết 9 chính sách đi ngược lòng dân và với mục đích để hành dân là chính. Trên mạng xã hội có nhiều người cho biết bất kể ngày Tết Nguyên đán, lực lượng công an và các tỉnh thành phố vẫn triển khai ồ ạt biện pháp thổi nồng độ cồn ở quy mô cao nhất và trực 24/7. Không chỉ trên các trục đường ở các thành phố, công an còn lên lỏi vào từng ngõ xóm, thậm chí công an triển khai cả những vùng miền núi xa xôi hẻo lánh như Lai Châu. Truy tìm những người bình luận xúc phạm cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ mùng 2 Tết. Điều bị kể trên đã khiến người dân bức xúc khi thấy rằng thay vì đảm bảo trật tự, an toàn cho nhân dân vui Tết cổ truyền, thì lực lượng công an lại lợi dụng để kiếm thêm bánh mì. Tờ báo Vietnamnet Online vào ngày 13 tháng 2 có bản tin truy tìm những người bình luận xúc phạm cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ngày mùng 2 Tết. Bản tin cho biết Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đang truy tìm, triệu tập những người viết bình luận thiếu chuẩn mực, vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong bài viết của một Facebook vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng với cáo buộc đưa tin sai sự thật, xuyên tạc. Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập anh Lìm, sinh năm 1998, sống tại Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, là chủ tài khoản Facebook tên Linh Ninh, lên làm việc, lập hồ sơ xử lý vi phạm. Theo cáo buộc của cơ quan công an huyện Than Uyên, Facebooker này đã chụp ảnh lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó là những lời bình luận thiếu văn hóa, xúc phạm nhằm mục đích câu link, tăng tương tác và thông báo cho bạn bè biết vị trí có chốt kiểm tra của cảnh sát để mà né tránh. Được biết, trên các mạng xã hội được nhiều người sử dụng ở Việt Nam như Zalo, Facebook, trong thời gian vừa qua có rất nhiều hội nhóm được thành lập để thông báo cho nhau những điểm có chốt cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn, hoặc họ đang kiếm bánh mì để mà người dân biết né tránh đi. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, theo một thông tư của Bộ Công an vào năm 2019 lưu ý rằng người dân dù được quyền giám sát các hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông nhưng không được tùy tiện đưa các thông tin, hình ảnh họ đã thực hiện nhiệm vụ lên mạng xã hội hoặc đăng tin trong các hội nhóm. Những người bị xác định là vi phạm thông tư kể trên có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Truyền thông nhà nước cho biết trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử phạt hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ, thu hơn 182 tỷ đồng tiền phạt. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 36.000 xe cộ các loại và tước 18.899 bằng lái. Việc chính quyền Việt Nam đưa ra chính sách cấm tuyệt đối người lái xe có hơi men đã được công luận đa số đồng tình và ủng hộ, nhưng công luận băn khoăn về nghị quyết của Quốc hội mới được thông qua vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 cho phép Bộ Công an được hưởng tới 85% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Điều đó đã kích thích sự hưng phấn làm tiền quá mức của lực lượng này. Họ bất kể nắng mưa, 24/7 có mặt trên đường để hành dân, khiến người dân bức xúc là điều dễ hiểu. Tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam hình sự hóa quyền tự do ngôn luận của công dân như vụ việc ở Lai Châu kể trên, một lần nữa cho thấy chính quyền Việt Nam đã vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do biểu đạt của người dân, quyền đã được hiến định trong hiến pháp của Việt Nam. Một trạm kiểm soát của cảnh sát giao thông ở Việt Nam. Điều 11 luật báo chí vào năm 2016 quy định rất rõ. Công dân Việt Nam được quyền phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới, tham gia ý kiến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức và cá nhân. Bản thân ông Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng, bản chất của quyền tự do ngôn luận là phải để cho người dân có quyền tự do bày tỏ chính kiến. Theo đó, dân chủ là làm cho người dân được mở miệng, và nếu chính phủ làm không tốt thì dân có quyền đuổi chính phủ. Song rõ ràng, quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam hiện nay
được hiểu là chỉ được phép dùng để ca ngợi đảng và chính quyền. Xin nhắc lại, phản biện về xã hội giúp điều tiết xung đột lợi ích giữa các nhóm xã hội để tạo ra sự đồng thuận chung của xã hội. Cần phải hiểu rằng phản biện không phải là chống đối, mà từ chối việc phản biện tức là khuyến khích chống đối. Chống đối phát triển thêm một chút là thành phá hoại, và nếu phát triển thêm đến mức cao hơn, có thể sẽ tạo thành cách mạng. Nó có thể lật nhào vào nhà nước chuyên chế như Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin siết chặt tự do ngôn luận quá mức, Tô Đại coi chừng sập cả chế độ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Vì sao không có huân chương kháng chiến chống Trung Quốc? Vào ngày 17 tháng 2 hàng năm, người dân Việt Nam đều kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc vào năm 1979. Năm nay là lần kỷ niệm 45 năm cuộc chiến này. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã cho quân tấn công đồng loạt dọc theo các tuyến biên giới phía Bắc của Việt Nam với mục đích, theo họ tuyên truyền là dạy cho Việt Nam một bài học. Những ngày gần đây trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị nổi lên câu hỏi mà nhiều người dân Việt Nam vẫn thắc mắc. Tại sao có huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhưng lại không có huân chương kháng chiến chống quân Trung Quốc xâm lược? Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Từ Nguyên công luận cho rằng đây là việc cần có để mà tri ân những chiến sĩ Việt Nam anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Nếu không, điều này là thiếu công bằng cho những người từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cũng như chiến trường Campuchia. Giới quan sát cho rằng, từ sau Hội nghị Thành Đô vào năm 1990, sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình đẳng hóa mối quan hệ, thì những cuộc chiến chống Trung Quốc không được nhắc lại nhiều nữa. Lý do hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã cam kết không nhắc lại quá khứ để xây đắp tình hữu nghị trong hiện tại và tương lai. Chính quyền Việt Nam đã xóa bỏ nội dung về cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược ra khỏi sách giáo khoa. Chính quyền không tổ chức các buổi lễ kỷ niệm chính thức, đồng thời cũng cấm luôn các buổi lễ kỷ niệm tự phát của dân về cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược. Giới quan sát cho rằng lãnh đạo Việt Nam từ nhiều năm trước đây đã có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, yêu cầu báo chí, truyền thông không được đề cập tới vấn đề nhạy cảm này để làm vừa lòng người láng giềng phương Bắc. Người dân Việt Nam trong lần kỷ niệm 37 năm cuộc chiến biên giới năm 1979 tại Hà Nội. Giáo sư Thayen thuộc Học viện Quốc phòng Úc nói với Đài Á Châu Tự Do khi được hỏi về thái độ im lặng này của chính quyền Việt Nam. Ông cho biết, thực tế về cuộc chiến tranh này đã bị cắt bỏ khỏi danh sách lịch sử và khỏi những buổi lễ kỷ niệm phổ biến ở Việt Nam cho tới tận năm 2014. Tôi không nghĩ là bởi vì các lãnh đạo Việt Nam muốn giảm nhẹ tội trước quan hệ với Việt Nam. Bạn có thể tìm đến viện bảo tàng chiến tranh và không thấy có một trưng bày nào về cuộc chiến này với Trung Quốc. Điều đó nó còn là một lỗ đen, nhưng tất nhiên với hàng người dân Việt Nam mất người thân trong cuộc chiến thì cuộc chiến này đã, đang và mãi mãi còn tồn tại. Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, chiếm đảo Gạc Ma vào năm 1988. Hiện nay Trung Quốc vẫn từng ngày, từng giờ gây sức ép đối với chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Tình hình được căng thẳng tại khu vực Bãi Tư Chính, nơi có một trữ lượng dầu khí rất lớn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vậy mà, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn coi ban lãnh đạo Trung Quốc là đồng chí tốt, anh em tốt, bạn bè tốt, coi trọng hơn quyền lợi của quốc gia, của dân tộc. Điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam xem trọng Trung Quốc hơn là trung thành với Tổ quốc. Nghiêm trọng hơn, những dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, truyền thông nhà nước Việt Nam chỉ nhắc tới thương binh liệt sĩ của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mà hoàn toàn làm lơ những liệt sĩ, thương binh đã đổ máu trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược. Đã khiến cho công luận đặt câu hỏi rằng, phải chăng các thương binh liệt sĩ trong cuộc chiến chống Trung Quốc đã bị chính quyền lãng quên?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2023. Việc Việt Nam Hoa Kỳ đã nâng cấp mối quan hệ ngoại giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện là quyền của ban lãnh đạo Việt Nam. Hà cớ gì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải nhắc nhở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Bắc Kinh rằng không được để cho phương Tây xen vào mối quan hệ của chúng ta. Điều đáng nói là mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước khác phải được đặt trên nền tảng của sự bình đẳng, tôn trọng và sự độc lập chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Không thể chấp nhận các biểu hiện nước lớn lấn át như mà cách lãnh đạo Trung Quốc đang thể hiện. Không thể chấp nhận cách thực sự sử dụng mệnh lệnh ép buộc trong đối thoại trao đổi của lãnh đạo Bắc Kinh đối với các lãnh đạo đồng cấp Việt Nam như Trung Quốc yêu cầu, Việt Nam phải, vân vân. Đối với số đông người Việt Nam, đó là một sự sỉ nhục với Việt Nam, một quốc gia độc lập có chủ quyền. Lãnh đạo đất nước không thể nhún nhường quá mức trước Trung Quốc. Đừng quên Lý Thường Kiệt đã khẳng định sông núi nước Nam, vua Nam ở, hay Trần Bình Trọng đã thề rằng thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao không có huân chương kháng chiến chống Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.